Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Vô mốt nè, này thì vô mốt nè, tôi chọi bóng tuyết ông nè. Thua, trời mệt quá, Ây, trời ơi, trời, sao mà ông sung sức như vậy? Tính ra từ nãy giờ tôi với ông chọi bóng tuyết 30 phút rồi mà chưa phân thắng bại nữa. Tại sao ông khỏe vậy? Tôi mệt rồi đó nha. Ông biết tại sao tôi chơi hoài mà không mệt đúng không? Hả? Tại sao vậy? Bởi vì lúc nào tôi cũng nạp năng lượng vô mod, một nguồn năng lượng không thể thiếu của các thành viên trong hành tinh vô mod. Thôi, ông suốt ngày cứ vô mod hoài à, tôi nghe riết rồi tôi chán luôn á trời. Thôi, bây giờ tôi mệt quá, từ nãy giờ chơi nhiều rồi. Thôi bây giờ bọn mình kiếm cái quán ăn nữa vô mình ngồi ăn đi vô mod đi. Chứ tôi đuối lắm mày đó. Cũng được á, giờ tôi cũng cần cái quán ăn nào vô đúng sữa vô mod nè. Ok, thôi, chắc hôm nay mình qua bên quán của Kairon mình ngồi đi ha, mà không biết Kairon có nhà không ta. Trời. Đi vô đây. Tôi đói bụng lắm luôn á, sáng giờ chơi nhiều mệt quá. Ôi ơi đây. Ngồi đi. Ủa Kairon đâu ta? Ủa Phong ơi, sao tự nhiên mình đi có hai người, mình phải ngồi bằng hai với mình ngồi bằng bốn, nó có bị thôi kệ đi, quán vắng tanh nè trời, Kairon bán đồ ăn ới hay mồ rồi, làm gì có ai vô quán ăn đâu trời. Okay. Mình ủng hộ mà, mình được gì nào hỏi mà. Bọn mình vô ủng hộ là may vậy đó, ở đó mà đòi hỏi gì nữa. Ok rồi, thôi, Kairon đây, cho một tí đồ ăn nha. Trời ơi, hôm nay quán Kairon là có mì gói nè, với lại gà quay luôn trời, ngon nha. Thôi, vô món đây, chúng ta chuẩn bị ăn thôi chứ tôi đói bụng lắm rồi đó. Ok, khoan, dừng 2 giây, ông có quên cái điều gì không? Ủa? Quên gì trời, tính ra đói bụng thì ăn thôi chứ quên gì. Trời, trước khi ăn ông phải đạp năng lượng vô bot đã. Nè, trong hộp sữa nè. Ai trời ơi, đúng là bạn tốt, tôi có gì cũng chia sẻ hết rồi. Anh em mình cũng ly cái nào cũng nè. Vô. Cũng nha. Uống nào. Nhâm. Một cảm giác thật vô mod. Ai trời ơi, đã quá vô mod rồi. Thôi rồi, ăn đi. Ăn đi. Rồi, mì gói này cay nấu nó hơi mặn nha, mà thôi không sao. Ăn thiếu mà không đòi hỏi được. Ủa sao hình như là nấu hai nồi khác nhau gì, cái tô của tôi thì nó ăn tôi lè. Ủa gì kỳ vậy, tô mặn tô chua kỳ vậy. Ê, nhưng mà khoan, vô mod, tính ra từ cái hôm bữa mà ông cho tôi cái hộp sữa mà uống vô biến thành siêu nhân á, mà ông cho tôi á, tính ra là nó có ích ghê luôn nha. Mấy ngày nay nè, tôi đi xung quanh đây tôi giúp đỡ được quá trời người luôn, giúp ích được biết bao nhiêu là người. Ê, bữa nào ông chỉ tôi thêm gọi là mấy cái chiêu thức gì đó mới, chẳng hạn như là ông cho tôi biến thành robot siêu to khổng lồ hay là gì đó xịn xíu nha vô mod. Trời ơi, tôi chỉ cho ông cái chiêu bay ra khỏi vũ trụ cũng được nữa. Trời ơi, ghê vậy. Ôi, đã quá ta. Thôi ăn tiếp đi. Ê mà khoan, từ sao mà hồi sáng giờ tôi để ý cái làng hero team của bọn mình nó vắng tanh vậy ta, không thấy có một ai đi qua đi lại. Noel mà sao mọi người không ra ngoài đi chơi nhỉ, suốt ngày ở trong nhà kiểu này là không được rồi. Đúng rồi, hay là bây giờ mình qua bên gọi là nhà Sammy, rủ Sammy đi chơi ta. Hợp lý. Ok, trời ơi, cái mùa Noel lạnh giá như thế này mà có bạn gái dẫn đi chơi Noel thì quá vui luôn bạn ơi. Hay, chứ cái mùa Noel á, vô mod mà không có bạn gái dẫn đi chơi á, chắc là Noel lạnh lẽo lắm ha. Trời ơi, mấy các bạn FA tội nghiệp. Đúng rồi, chơi liêu các bạn không có liêu. Ủa, tôi đâu có liêu đâu. Ha, mình mới vừa chạm vô nỗi đau của vô mod các bạn ơi. Ôi, vô mod đừng buồn, ông vẫn còn có tôi ở đây mà, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh ông dù là gọi là ông cô đơn cỡ nào vẫn có tôi, yên tâm. Ok rồi. Yeah. Thôi đùa đó, mình đi chơi tí nữa mình cứ chọc mấy cái bạn fan vậy, mấy bạn fan thích like video là chết tôi luôn á. Ok. Thôi. Ai quá dài rồi. Cái gì? Trời ơi là trời, cái gì mà nhà Sammy tự nhiên không xuất hiện nguyên cái hố gọi là to khổng lồ ở đây mà vậy? cái nhà cũng biến mất tiêu luôn. Ở vô mod, ủa có chuyện gì xảy ra vậy ông biết không vô mod? Tôi nghĩ rồi Phong ơi, hình như nhà của Sam bị quái vật nuốt rồi. Cái gì quái vật trời, từ trước giờ ở trong làng Hello Team làm gì có chuyện mà có con quái vật nào mà nó siêu to khổng lồ nữa mà nó nuốt nguyên cái ngôi nhà rồi nó ăn luôn cái mảnh đất luôn, vậy gì mà tạo cái hố đen vũ trụ siêu to khổng lồ vậy? Tại vì phi thuyền của tôi là phi thuyền ngoài hành tinh nên là nó sẽ dẫn dụ những con quái vật ngoài hành tinh vào đây. Gì mà nghe ghê vậy ông nội? Ủa nhưng mà khoan, nếu như mà như vậy thì Sammy hiện tại là đang bị bắt phải không? Đúng rồi, chúng ta phải đi cứu Sammy mới được. Trời, không có được đâu, hồi nãy tôi mới vừa nhảy xuống nó gió thử tôi bị té xuống á, tôi chết queo luôn, không có xuống nó được, kêu vô mod ơi. Nhưng mà khoan, vậy là Sammy của tôi bị bắt rồi hả? Trời, không được đâu, vô mod tìm cách cứu Sammy của tôi đi. Trời ơi. Ông yên tâm, hồi nãy ông nhảy xuống không được á là bởi vì ông chưa nạp năng lượng vô để ông phải biến thành siêu anh hùng á. Bây giờ, uống nào. Uống nữa hả? Trời, ông tính ra
tính ra ngày nào ông cũng cho tôi uống sữa, nếu là chắc tôi mập như heo luôn á cho mót ơi. Mà ông sao, sữa này tốt mà, ok thôi uống nha. Nhầm 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 nhầm, một cảm giác thật dầu mót, siêu nhân biến hình ha, bùng chiêu siêu nhân dầu mót phong cận ti đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đã quay trở lại rồi đây mấy bạn ơi. Xoay. Ok dầu mót, bây giờ tôi biến hình siêu nhân rồi nè, vậy là bây giờ mình nhảy xuống dưới đó là không bị gì đúng không dầu mót? Đúng rồi, ông còn chơi đó xuống. Ê, 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 sao đánh tôi vậy? No. Khoan, ơi tôi không bị gì thiệt nè. Ơ, tôi đang bay xuống này dầu mót. Ok, đi thôi. Let's go. Wow. Ủa khoan. Ủa có chuyện gì xảy ra vậy? Ủa khoan, dầu mót. Tính ra là hồi nãy tôi với ông nhảy từ bên nhà Sammy có cái hố mình nhảy xuống dưới đó, xong tiền sao tiền mình lại rơi xuống trước Cam Hao vậy? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Ủa mẹ. Không ơi, tôi biết rồi. Hả? Ông nhìn vô Cam Hao kìa, ông thấy gì không? Ui cái gì mà trong Cam Hao toàn mấy con sư tử à, không, con này không phải sư tử, con này là con cọp. Trời, ở đâu ra mấy con quái vật ở trong Cam Hao của mình vậy? Ok vậy. Thôi tôi biết rồi, thì ra cái hố này là kết nối với thế giới song song của hai làng Hero Team. Nó mô phỏng cái làng thôi chứ nàng phải làng. À, vậy đây là thế giới song song của làng Hero Team sao? Vậy có nghĩa là hiện tại bây giờ nó đưa bọn mình đến đây, có khi nào Sammy đang bị nhốt trong Cam Hao không ta? Ơ vô mất, có khi nào Sammy bị nhốt ở đây không? Tôi đâu biết đâu, bây giờ mình phải vô coi thử mình mới biết chứ. Trời ơi, nhưng mà bây giờ tôi không có vũ khí gì hết trơn à. Ông cho tôi mượn lại cái thanh kiếm vô mod lần trước đi để tôi có vũ khí tôi chiến đấu chứ, bây giờ không có vũ khí. Ông hẹt luôn. À. Giờ có đồ nào ở trên người ông không phải đồ ông sinh của tôi không? Ủa, tính ra tôi là người bình thường, tất cả đồ từ giáp đến cánh đến nón đến sữa ông đều là đồ ông tặng tôi mà, chứ tôi làm gì có gì. Chờ tôi xíu, tôi đi kiếm nha. À ok, nhanh lên, trời ơi, tôi phải giải cứu Sammy của tôi nữa. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, thời luôn á, sao tự nhiên không hiểu sao từ ngày gặp ông Jobot cái trong làng này tùm lum thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà cũng may là có Jobot cho mình bộ giáp siêu nhân, chứ không thôi là cái làng này toan luôn á bạn ơi. Ủa đâu, kiếm đâu? Ủa, đây, đưa tôi cái kiếm đây, nhanh lên, kiếm sửa Jobot. Không, hồi nãy ông trời tiếc tôi giỏi rồi. Cái gì mà giỏi đó ông nội, Jobot này mong manh dễ dở vậy, thôi cho tôi mượn đi, đừng giỏi nữa. Trời, mượn đi. Mỗi ông tôi già, ông hứa với tôi là ông mua cho tôi một lốc siêu dầu mót tôi mới đưa cho. Rồi, ok, tôi mua cho ông nguyên một cái siêu thị sữa dầu mót luôn, ok, được chưa? Đây, mượn. Ok. Cái con quái vật này, bọn bay dám bắt bắt xả mươi của tao hả? Hả gì? Uống sữa đi bạn. Uống hoài. Thôi kệ, dù gì ông cũng là Mr. Dầu mót nữa bạn, cho nên là ông bắt mình uống sữa nhiều thì cũng là chuyện bình thường. Ok, uống tiếp. Nhầm. Ui, trời. Tôi thấy cái máu của tôi nó tăng lên kìa vô mod. Ok, hợp lý rồi đó. Ok. Tiến lên nào vô mod. Vô thôi. Ở đâu là mấy con? Cái con này đánh lại mình nha vô mod nha, cẩn thận nha. Một con nè. Ê vô mod, ông không có kiếm hả? Ông muốn kiếm hả? Ông lấy kiếm đi. Hai con. Okay. Tôi chỉ cần cầm tay không thôi là tôi chơi được rồi. Ơ vô mod, ông có thể nào cho tôi xin thêm hộp sữa nữa không? Tôi hết máu rồi, cho tôi xin nhiều sữa vô xíu để tôi uống vô tôi hồi máu nữa. Ôi cảm ơn vô mod. Nhiều quá. Tôi cho uống sữa hồi máu luôn. Ok rồi, uống sữa hồi máu nha bạn. Ok rồi. Ở vô mod, ông lấy thêm một cây kiếm ông đánh phụ tôi đi chứ một cây kiếm của tôi không đủ để chiến đấu với mấy con này đâu, mấy con này khỏe quá. Rồi ok, có vũ khí rồi đúng không vô mod? Chuẩn bị. Tiến lên. Mày. Mỗi người một con, quýnh đi. Mày. Đúng vậy. Mày hả mày? Rồi, tôi với đứa đó nè. Con mày luôn. Mày hả mày? Ok. Tụi bay không sai. Cái sai là tụi bay đi bằng bốn chân mà thôi. À ok, giết được hết bọn nó rồi. Rồi mình đi kiếm Sammy vô mới đi. Sammy ơi, Sammy đâu rồi? Ủa khoan từ. Ủa sao không thấy Sammy đó vậy? Quá trời vàng luôn nè ông. Trong đây quá trời vàng luôn nè. Giờ mà ông còn quan tâm đến vàng nữa. Trời ơi, nhưng mà nhiều vàng thiệt có nên vô lấy. Bỏ đi. Chúng ta cần phải giải cứu Sammy chứ không phải lúc này là lúc chúng ta để ý đến mấy cục vàng các bạn ơi. Không được được. Vậy chắc là Sammy trên lầu ở vô mod. Vô thang máy. Vô thang máy. Yo, let's go. Tôi không biết là Sammy đang ở lầu mấy ta. Trời ơi là trời, Sammy của em nội tính ra mình lên lầu 2 là mới thấy hang bộ luôn á. Thì mình đi thang máy luôn đi cho nó đỡ mỏi chân. Ok đi. Ôi cái gì? Cái gì mà ở trong nhà của Mr. Dịch có mấy con cua siêu to khổng lồ vậy bạn? Trời ơi mấy con này mà làm thịt bọn nó lên làm một nồi lẩu là ăn hơi bị ngon luôn nha. Mày ném tí đâu ông ơi, mấy con này bị sát thương bên tí nè. Tiến lên nào vô mod ơi. Ôi trời ơi. Vô mod, tôi nói ông nghe nè. Ông có biết ở trên Sài Gòn á nó có cái gì ta, cái món gì bánh canh cua 300k không biết không? Trời ơi, bánh canh cua 300k thích ăn món á. Bây giờ mấy con cua này mình đem đi mình bán, mình làm được bánh canh cua 300 triệu luôn. Mấy con này to dễ sợ.
tô bánh canh cua khổng lồ không ông? Đúng anh rồi. Tô bánh canh khổng lồ à? Trời ơi. Ơ nhưng mà khoan, từ từ, bây giờ bọn mình giết hết mấy con cua rồi, mình phải đi kiếm Sammy chứ. Ủa ông bị gì vậy? Ông bị gì? Cua đã giết cho nó nào. Ủa trời, có con cua tàn hình luôn hả? Gì mà ghê vậy? Ơi, đi hết rồi, đi hết rồi. Tôi xem coi, ủa Sammy có trong phòng này không vậy? Trời ơi, Sammy đâu rồi? Đi ra ngoài ban công coi thử coi. Hả? Thông ơi. Gì? Tôi nhìn cái mô tiếp này quen lắm Thông ơi. Hình như là mình phải đánh quái trong từng tầng để có thể tiến đến được cái tầng mà có Sammy á. Ủa vậy hả? Vậy là bọn mình phải đánh từng tầng luôn hả? Cái gì mà mệt dữ vậy? Đúng okay. Rồi. Ủa? Thôi được rồi, rồi. Đi. Tôi gọi là quýnh bao nhiêu quái vật cũng được, nhưng mà tôi phải giải cứu Sammy. Ok, vô đây, vô thang máy vô boss. Đi thang máy, tôi lên tới nơi rồi, ông còn chưa lên tới à? Ủa, thôi, ông đi bộ, tôi đi thang máy cho nhanh. Ok, ok, lên. Hello vô. Okay. Rồi tiếp theo nhà tôi. Ở cái gì? Trời cái gì mà? Trời ơi, cái này là con trăn luôn rồi chứ phải con rắn vô mó tươi, nó to gì ghê luôn á. Rắn chuông nè. Trời ơi, tôi hơi bị sợ mấy con này luôn á vô mó. Trời ơi, ok từ để con chết nó. Ở đây nó quấn mình nha, nó bò nè, Ơi, nó cắn gần chết tôi vô mó đây. À! Trời ơi. Ê, tôi quay lại đây. Ông rồi, ông phải uống cái sữa vô mó vô, ông không uống sữa vô mó ông không có đánh được đâu. Ok ok, được để tôi đó. Mày hả, rắn chuông nè, Ơi. Ủa, ê, bây giờ hai đứa mình đoàn kết lại nhau đi. Bọn mình gọi là hai đứa quýnh một con đó, cho nó đoàn kết. Ok. Mày quýnh nó, quýnh tôi kìa. Để tôi uống sữa đã. Ai tôi quýnh nó rồi. Ok. Ai, mày hả này. Mày ui nó cắn. Mày quýnh nó, quýnh nó. Hay quá, hay quá. Ở đâu còn một con ngoài đây nào ông nội. Quýnh nó, quýnh nó. Mày Phong ơi, hình như là càng lên tầng cao mấy con này nó càng mạnh thấy gì Phong? Ừ đúng rồi, càng mạnh mà càng đông nữa nha. Từ nãy thấy mà nó đông quá trời đông luôn á. Ok đi tiếp. Tầng này là không có Sammy nè, đi tiếp. Có chuyện gì vô mốt, sao ông la làng ông sầm vậy, có chuyện gì? Trời ơi, ông nhìn kìa. Hả cái gì? Ui, ôi, cái gì mà phòng của Camui có mấy con quái vật gì nhìn thấy ghê vậy? Mấy con này là người cây hả? Trời ơi, cái gì ghê vậy? Ôi ơi, vậy là mình phải chém mà nó hơi vô mốt ơi. Trời ơi mấy con này. Ê Phong ơi, mấy con này hiền á, mấy con này không có đánh mình. Tôi nghĩ là không phải nó không đánh mình đâu vô mod, mà là nó đang bị dính cái đầu ở trên cái bức tường kìa, nó bị kẹt cái đầu rồi, nó không quýnh mình được thôi. Mày ok rồi, quýnh hết chưa, hết chưa đi vòng lòng ơi. Ok hình như hết này sao đâu á. Ok khoan từ, tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra từng phòng vô mod ơi, chứ không thôi lỡ Sammy bị nhốt trong mấy cái phòng này rồi sao. Đúng rồi, nó hay chơi cú lừa lắm nên mình phải tìm kỹ. Rồi mày, trong đây là không có rồi đó. Trời ơi, phòng ca mui đẹp quá ha. Trời ơi, đúng là phòng của con gái đẹp ơi đẹp luôn. Ok rồi. Đúng không mà, có con gái cho nào cũng thơm á. Đi ok tầng phòng tiếp theo trai mình. Tầng tiếp theo là nhà là phòng của ai ta, mình đang ở tầng 4 đúng không? Tầng 4 là tầng ca mui nè, tầng tiếp theo là tầng 5 là tầng của mèo Simmy. Ok tôi đi vô, tôi đi thang máy cho nhanh. Okay. Cắn cái nhà phòng, tầng này cắn nhà phòng, tầng này cắn á. Hả cái gì cắn? Cái gì cắn? Nhìn kìa. Thôi cái gì quái vật tuyết hả? Trời ơi, ăn luôn. Tính ra tôi nhớ là trong Minecraft là chỉ có người sắt thôi, bây giờ là có cả người tuyết luôn kìa. Không, cái này là người băng. Cái này là người băng nha. Đúng rồi, cẩn thận. Anh đau lắm, ơi, anh đau lắm. Ok, để tôi phụ ông. Mày nhớ uống sữa vô mod cho nha. Nhầm. Ok rồi, tôi tăng máu lại rồi. Mày nè. Ê, mà nó quýnh tôi đâu quá vô mod. Ê, mà nó đông quá. Ok, còn con nào không? Tôi em chọn trong. Nè, còn một con trong bên trong nhà tắm nè. Mày nha mày. Ok. Ok rồi. Sam ơi, có trong tủ không Sam? Ê, tào lao, ai trốn trong tủ không nội? Ok, thôi. Quýnh tôi nãy giờ mệt rồi, thôi mình tắm suối nước nóng xíu vô mod. Ờ, tắm nước nóng uống sữa là hợp ý à. Quên. Mình đang trên đường giải cứu Sammy mà tự nhiên đi tắm là sao không được. Nhầm. Đi tiếp. Ok. Cô. Tầng tiếp theo tầng ngoài vậy? Ờ, khoan từ, nhưng mà tôi kiếm coi trong phòng này có vũ khí hay gì để mình có thể dùng được không? Xong có gì ta, có cái rương nè, có gì không? Ủa có thịt nè, đồ ăn nè. Thôi mà không sao, tôi có sữa này, tôi không cần thịt nữa. Đây tôi đặt mấy hộp quà Noel tôi đem về. Ủa trời ơi. Ui, khoan nào Phong ơi. Hả? Sao? Hồi nãy tầng của dịch là con cua. Ừ. Rồi sao nữa? Tầng của ông là con trăng. Ừ. Tầng của Mui là người cây, tầng của Jimmy là con người tuyết. Ông có thấy là nó có cái mối liên quan đến với cái hành vi của Hero Team không? Ừ đúng rồi. Ủa, vậy là cũng hợp lý ha. Tính ra mèo Simmy á, cái linh vật của bả là gấu tuyết, là sống ở ngoài tuyết nè, thì là có mấy con người băng. Vậy tầng tiếp theo sẽ là con gì đây ta? Để mình đoán thử xem nha. Giờ tôi với ông nào để đoán thử đi. À, tầng tiếp theo sẽ là tầng của Kairon. Đó, màu đỏ nè. Ông đoán là tầng Kairon là có con gì? Con ác quỷ. Ác quỷ hả? Tôi thì tôi không nghĩ là ác quỷ đâu, tại vì màu của cây đó ờ đúng màu đỏ, màu của ác quỷ. Thôi kệ, mình cứ lên đi mình biết. Ok vô. Tầng tiếp theo tầng 6 đó. Ok lên nào, let's go. Ok để xem coi nó là con gì đây.
À, trời. Ủa trời, không liên quan luôn. Ủa sao không liên quan luôn á Phong? Không liên quan gì hết ta. Tính ra phòng của Chiron phải là ác quỷ chứ, tại sao phòng của Chiron lại có mấy con cá sấu vậy? À, tôi biết rồi, thì ra đó giờ Chiron lừa chúng ta. Chiron không phải linh vật là con sóc. Chiron lừa con cá sấu. Ôi trời ơi. À, trời ơi, hàng gì? Nhìn cái mỏ nó nhọn y hệt Chiron luôn. Mày á. Ui mấy con cá sấu này khỏe vô mất. À, nạp năng lượng vô. Ok. Mày. Ui trời ơi. Ui nhìn nắm Phong Hương Phong á. Trời ơi. Mấy con này nó khỏe ghê luôn á Yomot. Cắn tôi nè. Ây da, tôi gần chết rồi. Máu nó dài không, nó tám xa lắm á, cẩn thận luôn ơi. Ây da. Trời ơi. May mà có sữa Yomot đó, không thôi là từ nãy giờ tôi chết mấy lần rồi, tại tôi hết máu á. Mày thôi. Ok. Rồi xong rồi, được rồi. Sao ơi. Sao ơi. Ơi Phong ơi. Cái gì vậy? Cho đây con. Ok, để tôi. Ui. Yomot, con này mới đúng là ác quỷ nè Yomot. Trời ơi, con này mới đúng là ác quỷ nè. Linh vật của Chiron. Trời ơi, đúng là Chiron ác quỷ. Ok rồi, xong rồi dưới rồi. Ok rồi. Đến tầng tiếp theo nào. Trời ơi, tầng của Chiron gì đâu mà có hai con luôn, ghê thiệt. Ok. Rồi tầng tiếp theo, tầng của Sammy. Ui trời. Tầng Sammy. Nó có thể là Sammy ở trên tầng số 7 này á. Ừ đúng rồi, tại vì đây là phòng của Sammy mà. Ơ nhưng mà ông đoán coi phòng Sammy là sẽ có quái vật là con gì? Cá mập. Cá mập hả? Ờ tôi cũng nghĩ vậy á, thôi mình cứ lên thử đi. Vô đây. Ở sao ông không đi hang máy mà ông cứ đi hang bộ hoài vô mất. Ê, đây tôi đang định vô luôn, ông bật cầu hang máy lên nè. Gì kỳ vậy? À ok, không đi bộ đi. Ủa trời ơi, lại tiếp tục là mấy con cua nữa vô mất ơi. À tôi hiểu rồi, vậy là ai mà có linh vật là mấy con quái, có mấy con dưới biển là nó sẽ có con cua. Ủa mà khoan, hồi nãy là tôi cũng là linh vật của tôi cũng là cá heo mà sao phòng của tôi lại có con rắn? Ông biết sao không? Tại vì ông hay lương lẹo á nên người ta đưa rắn vô đi, chứng tỏ ông lương á. Ủa tính ra con đó là con rắn chứ phải con lương đâu, đáng lẽ phải cho con lương vô chứ. Ok, tao làm. Ok, thôi kệ, giết vào nó đi. Mình làm một nồi lẩu lẩu cua luôn. Mày. Ui trời. Mấy con này tôi không có sợ nha, tại vì tôi thích ăn thịt cua lắm. Chừng nào mà con gặp con gì đó, con cóc thì tôi mới sợ, chứ mấy con cua tôi không sợ tí nào ấy. Ok, rồi ăn tiếp. Hết rồi Phong ơi, hết rồi. Ok, đi kiểm tra đi vô mất. Nhiều khi Sammy đang gọi là núp ở trong nhà. Đây là phòng của Sammy mà. Từ từ. Rồi Sammy trong phòng ngủ không có nè, để vô phòng bếp coi. Sammy ơi, bà có núp trong tủ lạnh không vậy? Tôi không có luôn sao ấy. Sammy ơi, bà có trong toilet không? Trời ơi trời. Sammy ơi, bà đang ở đâu rồi? Ơi mấy em heo. Mấy em heo ơi, mấy em có biết Sammy đang ở đâu không vậy? À, trời, nó không biết luôn, nhìn mặt nó ngu quá. Ok. Hả vậy? Tôi nghe tiếng heo kêu. Ok, vô hết. Ok, tầng heo. Heo mới trả lời ông á. Ui, tầng này hình như là tầng của ông Siro thì phải. Ok, đi vô. Ôi, khoan từ, vô mất. Ông đoán coi tầng của Siro sẽ là con gì? Tầng của Siro hả? Tôi mạnh dạng đoán đó là con chó sói. Con chó sói hả? Ok rồi, vô xem thử con gì. Ôi, đúng hẹt à. Ôi, đúng hẹt nè. Ôi, nhưng mà sao nhìn nó hiền quá ta, hình như nó không quýnh mình vô mất ơi. Con này con mưa mãi nó quên không ơi, nó quên mạnh là gà không ơi. Trời ơi, đúng là vô mod chuyên gia đi chọc chó. Ok, thôi cậy luôn, quýnh luôn. Rồi, tại vì mấy con này tôi nghĩ không phải là chó bình thường đâu. Chó này chắc chắn là chó quái vật rồi, tại bọn nó siêu to khổng lồ mà. Rồi trời, mấy con này không phải là bình thường. Con này đâu phải con mưa đâu, con mưa dễ thương hơn. Con mưa bé tí tẹo đáng yêu lắm. Còn mấy con này siêu to khổng lồ vậy là không phải rồi. Quýnh nó đi. Hay quá vô mod. Ok rồi. Hay, nhà của Siro tôi nghĩ là phải là con lương mới đúng chứ. Tại sao lại là con chó sói ta? Kỳ thật. Ok. Toilet không có rồi nè Phong ơi, toilet không có rồi à. Trời ơi, vô hết. Ông vô đây em coi nè, phòng của Siro có tấm ảnh ngày xưa bọn tôi chụp ảnh chung với nhau nè, trời. Nhìn nó thôi kệ đi, mệt quá. Bây giờ mình đi kiếm Sammy chứ đâu phải là thời gian để mình gọi là thời gian của mình gọi là đi xem ảnh đâu. Trời, chết rồi, Sammy ơi, bà đang ở đâu vậy? Ủa, tầng này tầng cuối cùng chưa ta? Hình như là còn một tầng nữa đúng không? Còn một tầng nữa, tầng trên đây tầng của Mimi nè. À, tầng Mimi hả? Ok, để tôi lên. Ok, tầng tiếp theo, tầng của Mimi là tầng số 9 đúng không? Lên nào. Tầng Mimi là con gì đây? Ê, này, tầng Mimi hả? Tôi nghĩ rằng Mimi là màu hồng là thường sẽ rất là dịu dàng. Tôi nghĩ sẽ là con thỏ chẳng hạn. Ừ, quái vật thỏ, tôi nghi vậy á, vô mất. Ông vô coi thôi, vô coi thôi. Ôi, cái gì? Trời, ủa cái con này. À, con này là con sâu bọ nè, trời ơi. Mấy con này nó chuyên gia, nó ăn đá nè, trời. Ok, từ, quýnh nó. Mày, ui, tôi gần chết rồi. Ây da, đâu quá, sửa vô quá trời. Nạp năng lượng vô. Mày hả mày, ok. Rồi đi tiếp. Đông nha. Trời ơi, đông nha, ok. Ui, trời, mày hả mày. Mày hả Phong ơi, gì đó. Tôi mà nghĩ sao không hay, còn con nè, từ để tôi uống sữa đã. À, ok, đâu, rồi, đâu. Mày hả mày? Ok, rồi giết hết rồi. À, khoan, từ nãy giờ giết hết 8 tầng luôn mà sao tôi không thấy Sammy đó vậy? Gì kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Còn tầng thượng mà, ông nói gì vậy? Ủa đúng rồi, còn tầng thượng nữa, Sammy chắc chắn ở trên tầng thượng. Phải lên trên đó thôi. Sammy ơi, tôi tới đây. Ê, Phong ơi, tôi đang ở trên tầng thang máy. Ủa, trên tầng thang máy? Bắn cái thang máy xuống.
Ông Thượng Thịnh không có thang máy giống như tôi á, tôi đang trên nó thang máy tôi bị kẹt rồi. Ông rảnh quá ông leo lên nóc, lên trên nóc của thang máy làm gì ông nội? Ok, okay. Tôi lên rồi, tôi lên rồi. Ok rồi lên. À, ông ơi. Ông gì ơi. Cái gì vậy? Ông vô coi thử đi, coi tôi đảm bảo không thấy ghê. Trời ơi, từ nãy đến giờ tôi đã chiến đấu với quá nhiều quái vật rồi, tôi còn sợ con gì nữa, để tôi vô xem. Ông vô coi thử đi. À, ủa, con này rốt cuộc nó là con heo hay con gì anh vậy? Thôi về vô mất đây, về. Thôi mình bấm xuống tầng 1 mình về vô mất đây. Ê, tôi nghĩ là hôm nay chắc mình giải cứu Sammy như đây là đủ rồi vô mất nha. Rồi, tôi thấy là tôi nghĩ là giờ mình về được rồi đó. Ok, thôi chắc về đi. Tôi giờ đi. Tôi thấy con này nó hơi đáng sợ. Ơ, nhưng mà vô mất đây, tôi nghĩ lại rồi, chúng ta gọi là những siêu anh hùng mà làm sao chúng ta có thể bỏ mặc Sammy được. Tôi phải lên nó giải cứu Sammy, dù con quái vật có đáng sợ cỡ nào tôi cũng phải cứu Sammy. Hey, nó chỉ là một con nhện có cái đầu của con heo thôi, chứ nó đâu phải là con cóc đâu. Tôi sợ cóc, tôi không có sợ. Nó không có gì đáng sợ cả, nên là ông vô đi, tôi đứng ngoài đây nha. Tính ra đồng đội anh em tốt quá ha, anh em tốt kìa ha. Ok, cái con heo này. Ê, nhưng mà tôi nhìn nó tôi vẫn thấy hơi sợ ráng ráng sao. Không sao không, mình lao vào mình nhắm mắt, mình che nhắm mắt. Ê, đừng, từ từ, bình tĩnh. Trời ơi, bình tĩnh. Trời ơi, nó to như thế, ông nhào vô ông quýnh nó là sai rồi. Để tôi. Ủa, ông bị đập luôn hả vô mất? Nó đánh xuyên tường ông ơi. Ông chết queo luôn. Trời ơi à trời. Ôi trời, tôi đã nói rồi, con này nó khỏe lắm, không có thể nào mà quýnh nó dễ dàng vậy đâu. Ơi, tôi nè. Ôi trời, Sammy yên tâm nè. Có tôi đây rồi, tôi sẽ giải cứu bà. Bà yên tâm, có phòng ở đây. Mình tỉnh nha. Nó mạnh lắm luôn á, nó bắt tôi một khác vào đây luôn á. Ông Thượng Thần nó bắt ông vào đây á. Yên tâm đi, mấy con này tôi cũng hơi sợ. Nhưng mà thôi, không sao, vì Sammy tôi sẽ chiến đấu với nó. Ở vô bot, nó thình thường tôi kìa, nó chu đích vô mặt tôi kìa vô bot. Ủa trời ơi, chơi nó. Ơi, vô bot ơi, tôi nghĩ rằng là ông cần phải cho tôi gọi là nâng cấp sức mạnh cho tôi lên. Chứ tôi nghĩ rằng là tôi chưa đủ để đánh nó đâu vô bot. Ông có cách, có hộp sữa siêu cấp không? Cho tôi xin hộp sữa siêu cấp đi. Để tôi nâng cấp sức mạnh lên. Hộp sữa siêu cấp hả? Có luôn. Ông muốn chơi hộp sữa siêu cấp đúng không? Đúng rồi. Sữa siêu cấp cũng không cần. Ok, đây, hộp sữa siêu cấp phát sáng. Uống hộp sữa này vô thì mình sẽ tăng sức mạnh nhiều hơn nữa. Và mình sẽ lên level các bạn ơi. Con quái vật, hãy xem tới đây. Một cảm giác thật vô mơ. Ok, vô mất. Tính ra ông cho tôi uống sữa rồi, tôi thấy nó có khác gì đâu. Ông nhìn lại đi, ông bự hơn nè. Bự chán luôn. Ừ đúng rồi ha. Hình như là tôi cảm giác cơ thể của tôi nó cao to 6 múi hơn hay sao vô bot ơi. Ồ, hợp lý. Ở được rồi. Ở nhưng mà mình vẫn bé hơn nó vô bot. Có được. Không sao. Chơi được, sức mạnh mình chơi được. Lao vào. Yeah. Ok. Ông tiến lên trước đi, tôi đứng sau tôi cổ vũ. Cổ lên vô bot. Cổ lên vô bot. À quên. Để tôi. Mày. Quýnh à. Ủa trả lại, ủa sao nhìn bự gì mà yếu vậy? Ủa sao nó bự mà sao nó yếu vậy ta? À không, chắc là do bọn mình biến to lên cho nên là cơ thể bọn mình to theo, cây kiếm nó cũng to theo cho nên là quýnh nó đam cao ấy vô mất. Trời ơi, vậy là mình tiêu diệt được con boss luôn rồi đó. Trời ơi, tính là dễ vậy ta. Ok, đi vô, cứu Sammy. Trời ơi, ai dạ. Này thì ngựa nè. Đặt bài lóc đặt từ thôi, còn mày đặt ngựa đặt nhanh làm gì cho té thấy chưa? Tôi kẹt rồi. Thôi ông ra cho khác, ông ra cho khác để tôi chăm. Trời đi ra. Ôi, đi ra. Đâu, tôi bị kẹt. Cứu. Này okay, thì cho rồi. ngựa nè, leo lên leo xuống. Trời ok, cứu. Ok, Sam ra ngoài đây Sam. Trời ơi, ôi sợ quá, cảm ơn không nha. Trời ơi. Không luôn á, may quá. Trời ơi, tôi cứ tưởng là bà gọi là bà bị bắt đi luôn rồi, chứ cũng may là có người ta có vô mod ở đây, vô mod cho tôi gọi là biến hình siêu nhân cho nên tôi mới cứu được bà đó. Wow, trời ơi, cảm ơn vô mod nhiều nha. Trời ơi, may quá. Không sao hết. Sao kỳ vậy, sao điên? Bà cảm ơn vô mod thì bà khóc, mà bà quay qua phong thì bà cười vậy? Gì kỳ vậy? Trời ơi, tôi mà tôi phải cười chứ. Trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như hôm nay mình đã cùng với Mr. Yomot, bọn mình đã chiến đấu vượt qua gọi là quá nhiều ải quái vật để có thể giải cứu được Sammy với bạn ơi. Thật sự rồi là hôm nay rồi chiến đấu hơi bị mệt luôn á, nhưng mà cũng may là có Yomot. Không thôi á, mình là người bình thường, không biết mình có chiến đấu lại được với bọn quái vật này hay không đây. Hay, ok, cảm ơn Yomot rất nhiều nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, tạm biệt mọi người. Yeah. Tôi mới giờ thấy gì đó. Ê, sao vậy? Xíu đó gì vậy? Để tôi với.
Về Sam. Ok, đi vô cầu gì? Vô thang máy đi, vô thang máy. Ok rồi. Đi về thôi. Let's go.